Hàm lượng mỡ trong máu cao là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh về tim mạch như xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, nghẽn mạch. Lúc đầu thường điều trị bằng tân dược từ hóa chất tổng hợp, nhưng do tác dụng phụ và nguy cơ gây độc hại với gan, thận, nên về sau các nhà khoa học đã hướng vào nghiên cứu các sản phẩm từ thảo mộc có hiệu quả tốt và an toàn hơn. Theo kinh nghiệm dân gian và lý thuyết dược học cổ truyền, cũng như các nghiên cứu cho thấy, nghệ, lá sen, tỏi, lúa mạch đều là các vị thuốc giúp hạ mỡ máu. Tuy nhiên tác dụng này vẫn còn khiêm tốn, vì vậy mong muốn tìm thấy một cây thuốc có tác dụng vượt trội vẫn là trăn trở với các nhà dược học. Những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ 20, tiến sĩ lương y Nguyễn Hoàng đã gặp một cụ già người Dao. Cụ nói về một cây giúp bớt mỡ bụng, đã cho các cán bộ dùng thử và bụng bớt to đi. Cây dây leo cuốn có củ màu vàng, dễ giống dâu hùm và chỉ mọc ở độ cao trên 1.500m. Những năm sau đó, trong các công trình khoa học trong nước và ở Liên Xô, ông đặt tên là nần vàng hay còn gọi là nần nghệ, sau này được xác định tên khoa học là Dioscorea coletti. Năm 1985, tại Đại học Y số 1 Sechenov, Moscow, luận án phó tiến sĩ về cây nần vàng đã được bảo vệ thành công. Trở về nước, các nghiên cứu nâng cao được tiến hành với sự cộng tác của cố giáo sư Phạm Khuê, Viện Lão Khoa, phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trung Chính và các bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Kết quả là tháng 12 năm 1995, viên Diogin 100% chiết xuất từ nần vàng đã ra đời, được Hội đồng Nghiên cứu của Đại học Dược Hà Nội đánh giá xuất sắc. Nần vàng do công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Tân Bách Tùng tiếp thị và phân phối, hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Nần vàng, giải pháp vàng cho người mỡ máu cao.